Buriram năm 2021-22 vừa rồi thì anh em mình đã biết là sản phẩm của họ là bán sạch sành xanh luôn. Nó vô địch á, cái là bán luôn. Không biết vì sao mà sức hút nó lớn tới cuối mùa, mà thậm chí là cái đoạn mà mình chuẩn bị ra mắt cái áo mới thì cũng có khách đặt mình, thì hầu như là tìm không ra được cái áo phiên bản sân nhà luôn. Thôi thì đó là câu chuyện của năm ngoái. Vậy năm nay thì cũng may mắn là một trong những cái người đầu tiên tại Việt Nam mình có trên tay cái mẫu áo của Buriram năm 2022. Thì mình mở ra xem thì họ đầu tư cái gì, làm cái gì để cho cái mẫu áo nó nhìn thì có vẻ gần giống như cái mẫu áo cũ, nhưng mà được cái là với thiết kế mới hoàn toàn luôn. Một xác thì mở bao, mở ra thôi. Vẫn như mọi năm thì Buriram luôn tặng cho anh em một cái sticker kèm theo trong bao áo. Cái này có thể dán được rất nhiều thứ, ví dụ như tủ lạnh nè, xe gắn máy nè, mô tô nè, thậm chí và cả xe hơi cũng thể dán được, cũng rất là đẹp. Không sao. Rồi này là hình ảnh về tượng trưng cho cái Thunder Castle của họ. Khi mà tới sân Buriram thì bước vào quảng trường mình sẽ thấy nguyên cái này đầu tiên. Và phía sau cái phần này mới là cái phần sân của họ, sử dụng là toàn bộ là thép tiền chế ha. Rồi, đây là chiếc áo của Buriram năm 2022. Mình nhìn sơ qua trước thì sản phẩm này của họ thì vẫn giữ nguyên cái phong cách thiết kế màu gọi là monotone. Monotone thì có nghĩa là nếu mà bạn nào mà tìm hiểu về đồ họa thì có thể là họ sử dụng có hai tông màu thôi. Monotone nó giống như là black and white, còn này là blue and một cái màu gọi là cái màu sáng hơn một blue một chút xíu. Thì đi hai tông như vậy thì rất là đẹp. Tuy nhiên để làm được cái thiết kế này không có dễ. Đa số những cái nhà mà gọi là tài trợ của câu lạc bộ thường họ có những cái guideline, những cái tiêu chuẩn riêng của cái nhãn hàng thiết kế, thì họ sẽ không có muốn là đổi cái màu của họ, mà họ muốn là nhân viên thương hiệu là phải đặc trưng của tôi luôn. Thì ở Buriram cái vị thế của họ là deal được với tất cả các nhà tài trợ là thay đổi cái hình ảnh logo theo cái góc nhìn, theo cái thiết kế của hãng luôn. Thì do đó mình nhìn vào đây mình thấy cái ngôi sao màu cam này khá là nổi bật, cực kỳ nổi bật. Trên toàn bộ cái nền thân áo này mình có thể thấy được hình ảnh cái chữ Buriram United á, họ viết tắt là BRU. Mình thấy nó chìm hẳn trong áo. Có thể nhìn thấy đây nè, đó. Đẹp không? Thì đây là năm ngoái thì họ dùng cái hoa văn là thêu dệt trên thân áo. Các bạn có thể xem cái video clip mà mình đã review cái năm ngoái thì sẽ thấy được rõ cái chất liệu vải đó. Năm nay thì họ làm simple hơn, đơn giản hơn, là sẽ không có thêu dệt, mà cái này là nó là in chìm trong áo luôn. Thì cái việc này nó cũng khá là hay, nó giúp cho áo được bền hơn. Còn cái năm ngoái thì nếu mà theo một số cái comment á, thì cái phần dệt đó nó dễ bị xước nếu mà mình sử dụng không có cẩn thận. Buriram thì họ cũng bắt đầu cái xu hướng là bảo vệ môi trường. Do đó những cái sản phẩm họ làm ra đó thì sẽ có hình cái chai nhựa nè, có một cái cây nhỏ nhỏ trong này, thấy không? Đó. Họ cũng bắt kịp cái xu hướng của thế giới là phải bảo vệ môi trường. Số lượng áo họ bán rất là lớn. Nhiều bạn hỏi mình sao Buriram hả? Thì không có thương hiệu nào tài trợ. Không phải là họ không có thương hiệu tài trợ nha bạn. Ở đây á là họ tự sản xuất áo nhưng dựa vào một cái chuỗi nhà máy sản xuất áo đấu của những cái hãng lớn. Họ đặt hàng riêng. Do đó về chất lượng áo đấu rất là tốt, nhưng mà brand là brand của Buriram. Đây là hình ảnh cái này nếu mình nhìn này có thể là mình nói là 14 cái chai nhựa là có thể sản xuất ra một cái áo đó. Nói sơ qua phần tổng thể áo đi, nãy giờ lan man quá. Phía sau lưng áo thì ở đây là mình có thể thấy là cái này Việt Nam mình cũng mệt mỏi ha. Nếu mà bao nhiêu lần vô địch Thái League thì bao nhiêu ngôi sao, vậy thì ngôi sao để đâu cho đủ thì họ đem ra phía sau lưng.
chứ mà để đằng trước á chắc không đủ. Thì đây là 1 2 3 4 5 6 7, có nghe họ đặt 7 lần vô địch giải vô địch quốc gia Thái Lan ha. Đây là cái cờ Thái khá là hay, có nghĩa là khi họ ra đấu trường châu Á nhìn vào là biết rồi, của Thái Lan liền, không lẫn lộn gì đâu hết đó. Còn Việt Nam mình á thì đa số các mẫu áo thì không có cái này. Thương hiệu Dunlop Dilo này cũng khá là nổi tiếng của Anh. Đây là nếu bạn nào mà có sử dụng cái nệm á, cái nệm lò xo á, và của hãng này cũng khá là tốt, độ bền 5 đến 10 năm 20 năm ha. M150 thì quá quen của mình rồi. Đây là nước tăng lực nè, Chu. Anh nào đi Thái ha, đi đặc biệt đến Thái mà không sử dụng cái sim 4G của ông Chu này thì đừng đến Thái. Giá sim của ông này cũng khá ok á, đâu đó mà khoảng hơn 200.000, khi xuống sân bay là mua xài 4 ngày, 7, 5 ngày là ok. Yamaha thì không còn xa lạ nữa. Chản, chản, một số bạn hỏi mình tại sao lại được quảng cáo bia ở trên áo không? Nói luôn, thì chản ở đây á, thì người ta đã né được cái chuyện là nước uống có cồn. Thì cồn ở đây là chản họ có sản xuất, nếu mà bạn nào đi Thái vô mấy quán ăn có thể thấy cái chai nước khoáng của chản. Chai này rất là rẻ, với không khoảng dưới 10.000 thôi, tiền Việt. Thì họ làm cái chản không có chữ bia. Nếu mà họ để chữ bia đây là vi phạm liền, đúng không? Ở đây họ né cái đó đi, chản thôi. Bia con, nước con voi ha, nước con voi. Rồi sản phẩm này thì nói sơ về cái size một chút xíu. Size áo thì ở đây mình đang có một cái size M. Đây là size của châu Á. Nếu mà M thì nó tương đương đâu đó là khoảng size S của châu Âu, form regular, thì khoảng 60 đến 70 kg là ok. Nếu mà có bụng á, anh em là có bụng thì nâng lên L cho mình ha, tại vì form của nó form fit ha. Rồi, vậy là mình đã đi view được tổng thể cái áo của Buriram mùa giải 2022-23. Hy vọng là năm nay cũng khởi sắc như năm ngoái, bán được hết áo. Anh em cố gắng, nếu mà đầu mùa có được thì nên mua, chứ không cuối mùa tiếc thôi. Cảm ơn anh em.